nhận tiến bộ mới và tư vấn điều trị ung thư đường tiêu hóa giai đoạn muộn là chủ đề của chương trình trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội và trực tiếp qua điện thoại mà Bệnh viện K vừa tổ chức. Đây là chương trình được bệnh viện tổ chức định kỳ 2 tuần một lần nhằm nâng cao kiến thức cộng đồng cũng như đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh từ xa của người dân. Ung thư đường tiêu hóa như là ung thư dạ dày, gan, đại tràng thường gặp ở người trên 50 tuổi, nhưng hiện tỷ lệ mắc tăng nhanh và gặp cả ở lứa tuổi trẻ hơn. Điều trị đa mô thức, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị là những biện pháp quan trọng trong nâng cao hiệu quả cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã cho biết sự tiến bộ của phương pháp trúng đích hay liệu pháp miễn dịch cùng các thuốc mới đã mở thêm cơ hội cho bệnh nhân kéo dài thời gian sống. Tuy nhiên, việc lựa chọn cách điều trị tối ưu cho bệnh nhân, nhất là khi đã di căn, luôn là bài toán khó và phải cá thể hóa từng trường hợp. Chính vì thế, rất nhiều người đã kết nối trực tiếp với bác sĩ qua hotline của bệnh viện để được tư vấn cụ thể. Tuy không thể giải đáp hết thắc mắc gửi đến, nhưng mà với hình thức trực tuyến thì mỗi chương trình đã góp phần bổ sung thêm kiến thức cho người dân, nhất là giúp bệnh nhân ung thư yên tâm điều trị, tin tưởng vào những kỹ thuật tiên tiến đang được ứng dụng.